Không cùi. Bạn mặc xét vật lý bảo sao không cùi. Thế là quần áo bạn mua hả? Ôi, Bitcoin hồi sinh lên thang phát thì con mẹ này. Lên thẻ đây. Quá, mất thứ ba rồi. Thứ hai có. Thứ hai ra đi. Thứ ba băng ăn được đấy. Ba nó kìa. Này ít đấy. Medusa, Medusa. Medusa bao nhiêu? Ok, họ đã ghi đồ Medusa. Má chết luôn anh em ơi. Một mình thằng má. Ờ con cóc đâu, nó cóc rồi. Đang chỉ một. À là chỉ một. Nó kìm thế. Má mẹ ngủ luôn kìa. Má ơi thằng cô đéo phải được luôn. Cái ra lia của thằng thằng Hoàn Ngu ở ở chỗ này một cười bạn. Của hai ra chưa vậy? Hai mất rồi, hai mất rồi. Em ghi mấy thằng lia con clon ở của thằng Hoàn Ngu ở cái chỗ này một cười. Ở giữa thành này. Buồn cười nhỉ. Hôm nay ít người đấy. To đi em nói. Ôi trời ơi, thử viếp lên lần rồi thì gọi đây sao thẻ mà được chứ. Đi lên đứng đây bắn hết. Medusa này, Boyrit này, mấy thằng nó nhắc bắn hết. Matthew này. Bỏ mẹ nó đi. Cứ nó cái hết nhả luôn. Cái gì? Tuấn đang nói gì? Và em phải đi nói đâu? Ai nói đi? Ai nói tiếng Nhật đi? Là tiếng Nhật đấy, Khang à? Khang à? Mà tôi mẹ tên trên tổng sai mà có phương ngô hình đề. Cho nó phương lên chút rồi. Cách tầm đấy. Sau chính tế. Chúng ta nói. Tiếng Nhật ngu xử lưu xe rẻ. Má mệt ghê luôn. Ăn thẻ rồi. Đúng mà sao mất kết nối không? Ai? Đúng nào à? Cái gì? Sao mất nối ta? Vãi mình đang ôi ra phía sau. Vãi đang... Anh cái được ba nhá. Đang, đang ấy tự nhiên bị thẹn đá ra ngoài luôn. Chắc xem phải thằng Urala 1 không? Tốt cầu 2. Đáp, đáp 1. Phải đáp không? Mất cái nối, nối này đang nghỉ. Một ăn keo. Ngáp một, cái chuẩn đi. Một ăn keo. Ăn keo một. Hai gì đấy? Hai tôm gạo. Mất cái nối rồi. Ui ôi, ăn keo ra được một rồi. Không mất máu gì à? Mai phá một à? Ừ, đang mất nối đang vào. Ừ, không dùng mất nối thôi, có mất nối hai rồi. Ôi sao? Okay. Em thả. Thì... anh vừa mất kết nối xong. Nếu mình bị đá ra từ nãy rồi. Anh thế. Được.
với ba phá này. Bốn ba vậy. Với ba ông giao thẻ nó đi. Tôi có nghe. Ba liệt về một về hai ôm. Về ôm kìa. Ô gì nè, đúng một kìa, đẹp một nè, tuổi. Đẹp một nè. Hai đôi mình kìa. Này ít người này. À kinh. Phá ba. À kinh ba. À kinh ba. Ui cái thằng nhi đồng A Kinh như địt mẹ đập đã chết. Đấy một. Cách một đơn nhờ. Một dynamic. À một dynamic. Thằng nào ba nhờ? A Kinh ra. Chỉ phải phá thôi. Thả đoàn thắng rồi. Thắng rồi. Vậy em đưa pin qua giao 2 tỷ bạc. Ôi thằng khẩu chính chết con mẹ nó rồi anh em ơi. 8-1. Dynamic gãy luôn rồi anh em ơi. Sướng mình bắn dynamic sướng rồi. Dynamic đâu ôm em. Đâu đi cùng à. Đấy đánh luôn nó. Hai lên kìa. Đây ôm Dynamic cho à. Nó tôi phải kích ba nữa. Kích ba đó. Medusa. Asin. Một kinh Leon. Đang đeo. Medusa 3 nhá. 3 Medusa. 3 Medusa. Medusa. Đang rồi, thằng ba bị con cái rắn đứng đấy giả danh nhá. Một gì nhỉ? Một kinh Leon. Không cái được rồi, chết con mẹ luôn rồi, bị ôm luôn rồi. Bị con mẹ nó kinh này. Không lên được một rồi nha. Ôi, không lên được một rồi. Thôi rồi, yên tâm. Không ô. Con mẹ vớt chỉ vào đầu nó nở hoảng loạn ạ. Bảo vệ 2 tháng đi. Vừa 2 đi, kinh rùa đây rồi, kinh rùa đây rồi. Hai ôm đê. Em này sao vừa đê em nhá. Thằng Ma chơi này ai rồi? Ma chơi là thằng nói đấy, thằng cậu Hashira ngày xưa ấy. Đang ôm bịu thôi này. Để em tách một với hai bảo đê đây. Một kinh Leon. Không phải. Một Ola. Một Ozola. Ôi người nằm đây. Sang check 3 này. Check 3 đi. Đang ăn thẻ không? Quáng chứ mà đủ. Lên bắt cổ nhá. Ok. Một đá sau đen chết. Đá sau đen chết đúng không? Bắt cổ. Aguzin. Một. Ozola. Anh em auto phá 1 kìa. Ok.
đấy, ôm ôm tinh đấy, đi con mẹ. Phá một à? Đang phá đây. Đang phá đây. Wow, cái ngon đấy, ngon đấy. Đang ôm mình kinh vật. Sao nó lại nhảy một phát đầy cây máu nhá? Ừ, ôm một báo đi rồi chết trên máy luôn. Đúng rồi. Ăn nó chưa? Phát hai giây nó còn hết sạch máu, xong tự nhiên nó nhảy phát lên đầy máu luôn, tưởng vậy buộc. Thôi làm sao được? Không, ý nó kể đấy. Em còn đéo thèm ăn con huyền thoại về phá đây. Mày nó tắt mắt dây nhau quá. Không 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 chịu. Thôi đi phá thôi, phá được một thẻ là phá nguyện rồi. Tờ ta Leon, đúng không ta? Đúng rồi, ta Leon phá. Rồi, rồi. Ta Leon phá nha. Ok, Leon đúng không? Ô, oh, thùng tốn ba phá đi. Tích một kìa. Để em lấy tích một cho con. Tích phù mày nó cầm con la đừng chém chết thằng con. Con đô giờ la. Không phải. Này, một đô la đây. Ừ. Tích nhầm. Mày đông khuôn gì? Đó cái chút vỏ. Ra cô chim 2. Ra cô chim 1. Ra cô chim 1. Ra cô chim 1. Chú 3 kìa, chú 3 kìa. Điện 1 nó ôm kinh quá ấy. Hãy sợ đi về. Đi về đi. Vua Zimba. Chuẩn chưa? Chuẩn. Ok, đi vua Zimba. Đi về hỏa loạn. Hỏa tất đi. Đi về hỏa loạn chui vào trong gốc này luôn. Đi ra. Ủa cái nhịp thì con cười lo cắt rồi. Con này đâu, con gì nhờ, con cưới đâu. Ủa, Uzin 10 giây thôi. Ủa, máu giật kinh nhờ, máu giật kinh nhờ. Sao nó lên xuống nó kinh thế nhờ. Hạch, 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 hạch. Hạch rồi. Ê, có ba, có thời gian về 2, ở đây này có thời gian về 2 trái thẻ này. Cái thời gian về 2 ôm này. Về hai thổ đi anh đang 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 bán thẻ lên kia rồi để ra mic đấy. Đang ngu rồi. Quan bang nhỉ. Mồm nó không cho nó cái tô. Không đánh nó đi. Mà mồm nó. Ui rồi. Diêu lớp thằng diêu lớp nha. Một diêu lớp à? Có thằng nào đứng thường ra 10 vào 3 không vậy? Có rồi. Ừ. Em đứng ra được 3 kìa. Vua Jin, Vua Jin 3. Phá chung một đấy nhá. Ok, em rồi. Thằng này chết luôn à. Thằng này chết ngay luôn này. Đấy. Đã thu cầu. Thu cầu rồi. Hoảng loạn đấy. Nào cái được bí kìa. Thằng ôm thằng Ola ở trên 1 đi rồi. Thằng nó thôi.
V2 đánh người đây. V2 đập Arking đây rồi. Dynamic đây rồi. Mỗi người ôm một hai thằng rồi. Gabibol đây. Một tiêu thằng Gabibol làm gì, nó có phá được thẻ đâu. Một tiêu nước tiếp. À đéo phải. Chạy chụp ra. Chuẩn nè. $1 $1 Nhìn mẹ ạ. Về phá cái đá, phải về ôm người đã. Đây đang ôm đây rồi. À kinh hồi xuống cái máy Dynamic clear, à Dynamic nháy rồi. Tuyền anh em đừng đấm vào Big Boy nha, kìa mày nói gì. Ôi vẫn không nhẹ luôn, đó là luôn. Ôi hoảng loạn luôn. Được mỗi cái. Ê, cái hết được 3 nhá. Vào bề 2 đi. Ok ok, đừng ai chạm vào người đang pit boy nhá, kệ các mày nó đi. Con rồng băng nó bị lia là được rồi, nó chém người đau lắm. Đúng mà. Chém người đau. Mỗi phát nó nhả 3-4 triệu đam, khiếp với lìn. Ôm mấy con khác rồi, kệ các pit boy đi. Đúng mà, lag luôn đó, mà đông. Cũng có thằng ăn tim mà. Đấy, Queen đã thề rồi đấy. Đấy, wow, hai con gái sao vậy? Nào, nhanh gì vậy? Ui, thằng Angel này, đâm nó đi. Đúng má mày, chó này. Đấy, thằng ra cũng ra. Mamiya. Tích Malu anh Thơm ơi. Ok, đi cho qua thôi rồi. Một đây. Một kinh Leon à? Một kinh Leon không phải đâu. Một kinh Leon, một kinh Leon. Ba EZ lướp. EZ lo về. Ba EZ lướp. Ừ. Ba, quá cả lồn còn tin lại vậy. Thằng này nó tin từ đợt trận trước rồi, nó còn tin rồi. Chạy đi trời. Cái lo ve hình như chữ O là số 0 ấy. Đúng rồi. Buồn thằng nào ra. Một kinh Leon, phá ba đi. Ui, kinh Leon lại cũng đi chân phát. Ý, đúng. Bắn nó sướng mà. Acting được mà, Acting vẫn trực ở đây. Chú 2 ra chưa? Chú 2 mới ra xong rồi anh. Nó còn chưa kịp bún. Bên đây bang giờ. Dạ, mít đây rồi. Đang phun người rồi. Cho phun. Ôm người rồi. Check 3 đây. Đỉnh mẹ nó bị hoảng loạn cái nháy cái nó mất kết nối luôn. Bastion. Mày em mà để đúng rồi về 2 cái trụ sao là khó này. Lên thẻ nhiều à này. King Leon đéo phải. Thứ 1 kìa. Bastion. Ba mẹ đi xa chứ. Thế là chân là Stallion mà. Đang hoảng loạn. Một Angel, một Angel. Angel. Cái kia là mặt sớm. Ok, nhé kia. Nhé kia. Medusa mà nó. Medusa mà. Vậy nhìn được con Medusa mà cái gì? 6 giây tưởng đâu thắng con mẹ nó. Đây đập con. Anh em không nói lên này. Mình vừa qua mà. Thằng Gia 1 anh em ơi. Nó trâu quá. Trâu đấy không? Trâu 4 cái. Ê. Ê. Thịt về mới xiên. Nhìn nó xiên từ máu xuống nhỉ. Mất kết nối rồi nhá, anh mất kết nối rồi nhá. Chiếc lớp 1. Chúng ta đã định ngày 3 trước. Ba kinh Leon rồi. Ba kinh Leon. Ba okay. Thằng nào cơ? Kinh Leon. Ok.
Ok. Ok. Hello King Leon. Chưa về một nữa nha. Thịt có mẹ đã trả lời. Anh em ơi, nên mình cất nhờ cất hạt lân trong kho từ đầu đến cuối rồi mới lôi ra đánh. À, chấp bạn. Mới lùn đầu. Ai cả lùn à. Chỉ lớp và cho mày 10 giây. Chết. Úi dồi ôi. Đọc đá đá mái gì. Cái thằng lùn là con thẻ ra thẻ đôi với cái thằng trong lớp đó. Mẹ tôi sái thật. Còn mẹ chứ mày, bố mày đeo hạt lân rồi. Sao nay ghim mắt thằng vui ghim ở không chết ạ. Đi. Để bảo vệ đây. Bảo vệ ba đi, anh đợi cho xin vào lên một. Kia chết ba đó. Ta xem tin ba nữa. Ba Medusa phải không? Ba Medusa, Medusa. Ba Medusa. Một thằng diêu lớp. Một diêu lớp. Diêu lớp của cái mắt à? Diêu lớp à? Diêu lớp à? Diêu lớp à? Diêu lớp à? Má nó còn đồng băng nó chém một phát may mẹ thẻ luôn à. Tệ luôn. Bạn nào vậy? Medusa. 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 Ơ kìa lại mất kết nối kìa. Kết nối kìa. Bỏ mẹ rồi, không có nào Medusa rồi. Medusa gãy rồi. Medusa cũng gãy nốt. Tại sao tôi nghe mất kết nối nhỉ? Mọi khi có mất đâu. Nãy giờ đang đánh thì mình đánh. Là bây giờ đi con mẹ trên thành. Nick thì ít mà dàn liêm phải được 200 con. Quặn. Trách ba kìa. Một Ula. Một Ula. Một Ula. Wuzin ba. Đủ nha không? Đủ ma thì mình ba là chết quên đón đông chết chết quên. Ok chết quên là gì thôi. Thằng nào? Thầy thầy giảm ma giảm vật. Thằng nào? Thầy giảm ma giảm vật. Một đôi giảm ma. Một đôi giảm ma. Một đôi giảm ma. Một đôi thằng bạn rồi, yeah, buông buông đi, thằng bạn rồi, dốc đi kịp rồi, nó không ăn được đâu. Thống hộ, có lên rồi bạn nhân tầm, không có đâu, kịp kìa. Nhập u là chết liên tục rồi. Ba kìa, chết một luôn này. Một không phải u là nhá. Gheo. Angel, đúng rồi, Angel ấy. Bạn gieo nhá. Ok. Uống bú mày đi. Anh em check Stallion thế nào? Ba Medusa mà. Medusa. Cái trụ già cay nó đi. Ăn gheo nè. Ăn gheo. Chưa ăn được chưa? Ăn được chưa? Mình đứng đâu chặn đường nó. Anh gheo sống đi em, anh gheo ơi. Mình cắm một con thù ở trên. Chỉ linh huyết thứ 1 này, chỉ linh huyết thứ 1 này. Đây, hôm nay nó biết cho. Đây, nó biết phải nháy này, nháy này. Nó chạy xuống dưới đây rồi. Nó chạy xuống dưới đây rồi. Đúng rồi, nó ra cái đuôi kìa. Để tôi đi thả đi. Một đến ba rồi. Để đi check ra, để check ra. Một xã hội đen hay. Phải không? Chuẩn, đủ má. Đen hai nhá. Đúng rồi. Phá 3 đi anh em ơi. Phá 1 đi nha. Anh phá 1 chứ hả?
Còn mất người về ba cũng được. Phân phá một á. Một à, lên một rồi. Khá hội đen nếu ui rồi ôi. Cái luôn. Cái này có gì đổi tên đấy. Đúng rồi, Dynamic này. Hello. Ít lớp này luôn. Cái quân đồng đều hết đấy. Biết lớp này luôn. Ui rồi, bây giờ đây cái nào là hoa tiêu này thằng Grit chắc luôn. À, cần có Grit. Grit là khẩu Minh Sơn này. Không có, thằng như thằng mặt trời á. À, thằng này là thằng hoa tiêu á. Thì em bảo hoa tiêu là thằng Grit một thế. Cái nhẹ thằng Chu chết một đấy. Một Ola. Ola Win mẹ rồi. Win cái lồng. Đi con mẹ chạy đống như cái người làng đi tục cay gãy lồng. Má cái trụ ra nếu kịp nhìn thấy hình bóng của nó luôn mà, hình bóng em luôn. Hình bóng em. Bắc Quy ở bên hấp thủ KS 4 cái. Qua bên này đéo KS thì cái nào. Ở cái đi. À cái đi. À cái đi. Ừ rồi ra, ừ rồi ra. Mẹ đi. Cảm ơn shopping nhỉ. Cụ 2 đâu rồi, cụ 2 đâu rồi. Ra chưa? Quyền điều mẹ em. Cây vãi rồi đỉnh con mẹ ạ. Cứ bị về làng rồi, check 3 kìa. Đây. Mấy cái chỉ có cái mùi gì vậy. Check 1 nữa nè. Một sắc ở đen ai. Đá Ujin. Để đi phá Ujin rồi. Mẹ, anh cãi em thế nhưng mà chỉ là đéo đánh được cái trụ. Sao trụ máy là mới nổ 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 làm được. Ui dồi, hoảng loạn luôn. Một sao phải đen hai nha. Ok, anh ghi một, anh ghi một. Địt mẹ này sống sao được. Ui ghi một gãy nha. Cái món này đang bị lan mất máu rồi. Ui dồi ôi, chồng với tay. Đấy, đưa mình thành ông, à đưa mình hao hổng gãy mà. Cái cổ này ăn mà. Không, bữa cái thằng tôi điện thoại. Ai xanh ơi, để ý đến nó làm gì. Ma mất kết nối rồi, mất kết nối rồi. Ma Medusa. Ma Medusa. Em trên một sẽ phải di lớp không? Nếu mà nó có mặt kết nối rồi nhá. Ok luôn. Một rêu lớp, một rêu lớp. Ok. Anh em phá ba đi. Nhắc vào ba lại. Bốc vào tay. Ba anh nói rồi. Ba anh Malisa. Malisa. Mẹ này là bố mày ra hò, mày cũng được phép đè của chó à. Nhắm mắt lại, ốc lại. Úi dồi ôi. Tông tên ngả ngon. Gái một con à. Như vậy. Điều làm. Điều làm. Tình gái một con này KS. KS này gái một con KS được thẻ cái dao cứ. Gặp đúng người, gặp đúng người nó sẽ phát sáng thôi. Ghi nhỉ, ra gì đấy. Một ghi lớp nha. Phải. Cái đéo là bệt khát nước mà rút quả còn bao mình không vậy. Vừa chọn vào chỉ cả Nami nó cứ tài. Ừ, bảo thật đấy. Ba tinh nhon. Ba tinh nhon. Nami em. Một Ola, một Ola. Ủa không phải. Một không phải Ola. Để mình lên một cho. Một ạ. Tinh anh, tinh anh. Một sáu đen hai. Hai. Sáu đen hai. Đây thằng nào nhỉ? Hoàng loạn.
Indion. Tự dưng con Thor đang sang đủ quá nó. Hoảng loạn rồi, đi mẹ đập bát đi. Đập bát. Hoảng loạn rồi, không đập được. Kinh Neon. Má mày cười lồn con chó ạ. Hoảng loạn. Má mày cù về kịp. Thì con mẹ chúng nó ôm đông quá. Ở đây kìa. Đi chậm cơ, không ôm thì không mà nhưng mà đi chậm á. Ôm mình nhảy cái là mất. Chúng nó bát thì ai thì ngồi dễ liên tục. Một con mẹ hả từ đây. Ông Ngọc Anh nên thể cái được không lên nào? Hả? Hả? Con này chích 1, chích 1, chích 3 đã có cậu. Anh em mới về thì đã hết trụ đủ má. Đã có cậu. Vũ gì ba? Một ô la. Ok. Ít thằng ôi cái lồn má. Đừng có nháy. Anh có nháy đâu. Nhiều liêu quá nó vậy ạ. Thường tôi ra đâu. Ôi giời ơi, tập đàn tựa xây vẫn được hết rồi. Con này cô làm bài màu luôn. Thằng dân nó cứ bị ai ảo nào nhỉ? Nó nhảy một phát hết máu mà nó lại không đã đời cân. Nó có phiên bản hack HD đây anh. Bọn này biết bảo nhau nghe lời hết hay. Cụ hai ra chưa? Alo, đi xe vừa gộp lòi đâu ra cái băng chân mệnh cái tử này. Từ cứu nọ rồi, cứu nọ rồi. Một vui lớp. Anh có một biện nhỉ? Đi, con mẹ ảo thật đấy. Cụ hai chưa ra? Đi phá chất thẻ được. Lên sa ba. Không có nha. Cấp 1 đó. Còn mẹ làm việc lớp 1 nhá. Dư lớp. Nghe đâu sa ba. Lẹ rồi nhá, Tuấn tốt thật nhỉ, góc đường 3-1 đi. Đây đang trên 1 rồi. Ba gãy đấy. Bắn gãy cung mà. Đó. Mình bắn gãy cung luôn. Thằng bòi hit 55 này lên đội hình lên đánh thẻ có mẹ à gì? Mẹ mà đi. Cho. Điều lớp mất kết nối rồi, chụp một đéo AKS nè, buồn cười với rồi. Chụp một đéo thằng nào đậm mà. Mình cầm cái băng mình lên đợt. $1. Mm-hmm.
mà nó ôm tim ôm mình, ôm mỗi mình mà rõ đứng một đống ở đấy mình ôm mình. Đây là cái gì? Tôi rồi. Nó là bắn cái con rồng mà người mình đã bực vãi lồn nhỉ. Kinh ông chó nhỉ. Bố biết thằng Bali mua hơn thằng nào ấy. Kinh tinh như thằng nào. Ôm đi để em chốt thẻ. Ôm chúng nó đi để em chốt thẻ. Một tiêu nước. Ủa mà kinh đi rồi. Ui giời, nó đi chân cơ thể, ui ôi. Có mẹ chết luôn mà. Tranh một. Dư lớp rồi. Anh em ôn phá đi, để em cái em chút cái thẻ này nữa là tròn vai. Chưa lớp à? Ít rồi. À, bị hỏng à? Nghe nhanh thêm đi. Tại là chưa lớp nhở? Vẫn là chưa lớp. Đúng má, thằng này bị bệnh à? Đi, có mẹ điên à? Ra không được cái thẻ nào xăm gì? Có mấy ngày à? Hoảng loạn rồi. Ủa lỗi chỉ đầu rồi. Cố tẻ 10 nhóm đi mày bỏ lộn này. Thì có mày lỗi chỉ đầu nó nhìn nháy 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 loạn lên rồi. Ba quân zin. Bọn nồn này thì mẹ đéo ra thì đéo ôm người thì có mẹ mình phá đéo bị ôm rồi. Có lúc về cái trụ ủi bị ôm rồi. Nhắm mắt lại không vào này. Phiên bản lỗi rồi đúng mà không chỉ. Này đấy rồi. Không quay được trụ luôn. Tech mode. Ổn chứ lớp lên nhiều ạ. Mẹ nhá, cái thằng kinh rùa, cái thằng xã gọi đen này mình BT từ đầu trận đến ra. Cho đem như là mùi, thằng có khá đéo đâu. Đội đi nè. Một là con nào vậy? Một riêng lớp. Ủa ba phải tốc cầu không ta? Ba kinh Leon. Ba kinh Leon, nhầm rồi. Xem thành nó có mất máu nhỉ? Có con này ghẻ vợ. Ba kinh Leon đấy. Ok. Đúng rồi, ba kinh Leon đấy. Giả vờ chết sai, chúng có mừng. Bao thủ cấu ấy, cho nó ngầu. Ui. Hát rồi. Mới về đến thì cái trụ nó mất luôn. Cái thằng nào ấy nhở? Quên mẹ rồi, Kinh Leon. Ba lá lại, anh em ơi, ba lá lại. 10 giây. Có cả thằng Stallion. Ôi kìa, bỏ lại. Chết cụ mẹ mày đi. Buồn nó ít rồi nha thằng nhé. Có chủ hai ăn không thằng nào lên hết à?
không không hai mất chủ thì kéo thằng nào lên nha. Yeah. Ba tốc cầu chú má, ba tốc cầu hứa luôn. Một đang gieo à? Tính một thằng nào? Nè, kéo được cái một em ơi. Khó chịu quá ai đi. U hai chứ phải ba mình cái đâu, thằng nào không cái được á. Xã hội đen hai, đủ má, có cái thẻ không chết được. Anh nhận lên được đến đấy đâu, anh đừng có ba mà. Đồ si à? Ba u gìn. Có đúng ma nó đúng si đúng thẻ báo đi một bài à nó dạy luôn à đúng má nó chết con mẹ luôn anh đại ơi đi con mẹ nó loạn rồi lồn nó ôm thằng quân nhìn đầy máu kìa ba kìa ai đây cái đứa ba đâu nhìn về ba ôi trời ơi quan có đồ ôi đấy ba luôn thầy thì ba đéo được anh em lên một nhiều thế chết như chó đây này. Không chiếc người ơi, chiếc người không chuẩn ơi. Mà con chân hồi đen 2 là con đồ chi đúng không? Đúng rồi. Đường sau cái là một cái được. Chắc 1 kìa. Quân 1 không thua. 1 dư lốc. Dư lốc. Dồn hết về 1 đi, hỏa kỳ lân dồn hết về 1 đi. Hoàng loạn rồi, hoàng loạn rồi. Ba chưa ra trụ để cũng lối hai thịt mẹ choáng lan thế đéo mà lối đi chuyển không di chuyển không được có thể à, đúng má cứ đứng ngoài đây. Serena ăn chủ nhanh đấy nhở. Hỏa kỳ lân ôn một ôm vũ khí nó vào đây. Để em đi ra thẻ nhở. Đây để ôm dư lớp nhở. Ít con mẹ mày đánh nhiều quân. Cứ một thừa quân lên một nó ôm mình. Mày nhảy mà. Dư lớp nhảy hay cho mày. Rồi, cái kiểu luôn. Anh có lớp lại luôn. Không ơi, anh Thơm cái chụp một lần anh Thơm ơi. Bây giờ mình online casting làm gì đấy? Vừa nãy cơ. Đưa vào bao. Một thằng nào ơi? Trên một kìa à? Một view lớp, má ôm nó nãy giờ mà nó cũng bú được. Để cái tấn. À đúng thế. Cái gì là trường tình thế rồi. Địch cái nhà không có đông thế. Một kìa. Một Vi Trang sinh nhật. Vi Trang sinh nhật. Nó lắc gì. Anh em tiếp tục con Hà Phương thế nào. Một Hà Stallion Phương. Thì phải. Stallion đấy. Phải không. Hà Phương. Hà Phương. Ok Hà Phương. Đấy nhìn này bắn mát không chết. Bắn mát để con thỏ đấy. Có bắt tôi giúp con nó phải. Nhìn nhau thằng lồn nó ôm thì con mẹ chết không dậy được. Ba cớ hổ báo mà lên đồng xem hợp lý nhỉ. Ừ, nó ôm mẹ nó ôm cho cúi rồi luôn. Đúng rồi. À kia là 10 giây. Chết mẹ mà đi.
King Leon. King Leon. Chuẩn không? Chuẩn không? Em đang bị hiệu ứng em không có được. Đúng rồi. Đúng mà, điểm này tính em quay video này hồi sinh những cái máy. Thôi mẹ, Tuấn này sao biết su rồi. Lại này bao nhiêu mà không đủ. Lại 900 triệu rồi còn 300 thôi. Mất cơ hội với 1 rồi nha, lấy 1 đấy nha. Ok, lên 1, lên 1 hết nhỉ. 23, nhưng thôi đợi lên thì thôi. Vậy nếu biết thằng nào có ép được nữa chứ. Không để ý. Tranh 1. 1 G-Lop à? Anh em thích sao bằng G-Lop kia? G-Lop Gió hồi sinh dạy được mà thích nè. 1 G-Lop. Ừ, tôi cầm check một lần nhất chúng ta nhỉ? Ez lớp một vui gì vãi, mất kết nối rồi dễ như vậy. Ez lớp nào kêu vui gì vậy? Nháy rồi. Ôi 64 đã gần ấy à? Nó sợ thắng hay sao nhỉ? Ừ, chắc nó sợ thắng. Dealup. Một đôi gym. Vợ nó đã học sinh gì con mẹ hồi sinh đúng như cái bản cái máy câu. Ôi mình phải bị ôm như cái máy rồi. Cẩn thận nha, không bị thua được như trận hôm trước này. Nó ôm ra sinh ra như cái máy thật. Nó bị ôm ấy chết. Ôm nó lại Boy, anh em ở trên một tản ra nó lên thể phát mình coi luôn. Đứng kia ra đừng có dồn lại. Đi ra mít cả. Cái việc mẹ sao diệt phát thì là nó. Thì cũng mẹ hoàng loạn phát chạy lên cổng thành luôn. Mẹ nó chửi em cũng là ngồi. Rồi chích chung một chung một. Thằng bùi nào đây? Vô địch 2 à? Một King Leon à? Không phải vô địch 2 đâu. King Leon. Vẫn chưa thay giảm ba giảm vật nữa, tí gì rồi. Được thì này thay dựa. Đấy. Ui ôi, hỏng bạn rồi. Má nó ôm kinh bậy. Ui hỏng bạn rồi. Còn đứng đây, ngồi no.
mình không nhìn nó sao cả. Giang ơi, thời nào cái được cù vú lên nhá. Ok. Ô, vãi Queen cái được này. Lũ hả? Lũ. Ai lên đi lấy thế. Vãi. Ờ, thế đi. À, thế đi. Hưng lên 3 kìa Hưng ơi. Ui ôi, mất kết nối luôn. Một đi. Vãi Queen luôn kìa. Mặc Duy một đám đi. Một. Hưng game một. Con mẹ hoảng loạn luôn. Hoảng loạn gì mà chết tươi luôn đấy. Hoảng loạn chết tươi luôn đấy, hoảng loạn gì. Tao không hoảng loạn luôn đấy, đi con mẹ. Thằng này còn không chỉ chính nổ bất tử đâu mà. Chạy rồi. Phá kinh vậy. Cô sẽ lưu đi kìa. Cũng cẩn thận ra. Chết thẻ. Má nó rồi, chụp cái gì xin lỗi cho mấy. Ok, hạt cái đẹp. Dù lớp. Ok, đủ má phút năm 2 nha anh em. Dù lớp 1. Một thằng nào đấy. Dù lớp. Hai nó người này, mình phải phá được 1 về 2 ôm người là được này. Mình phá một trong ôm về 2 ôm người ok này. Ôm xong rồi mình giữ mấy con hỏa kỳ lân nó ở lại ngược lại trên này luôn. Giữ con nó là ngược lại. Đây là nít này. Nhưng hỏa loạn này có một hỏa lan này. Giữ 2 ít người này, 2 ít người. Nó chạy băng băng. Cách 1. King Leon. We know. Hoảng loạn rồi. Sao anh không hoảng đi mua kìa. Như cho mẹ được sáng ngay mà. Mày nhớ gì? Mày biết lớp mày nhỏ như nhiều rồi. Thứ tư ở tại chùa. Chả 1 phút ạ. Để đây biết lớp à? Sao thế máu thế vừa đi ngon kìa đi lớp năm phút nữa anh em ơi cố lên 6 phút nữa giờ à rồi còn mấy cố lên 5 thẻ nữa. Rất tốt thai đi. Chả nó ngứa mắt đấy. Thế sao đây anh Lăng ơi? Anh em hỏi cái lần rồi mới phá đi. Đây đang đây. Về phá, tự hủy cả thể. Về phá đây đi, mạnh. Về 23 KS này. Mình phải có đi phải đi tết này. Sao tên phía vẫn hoảng loạn vậy?
kiểu tiêu tím, tiêu tím thanh long ai ăn kìa. Nó khai được rồi nha. Một sâm còn nhà mất kết nối ngay mà. Không phải quên cái được từ ba không vậy? Không không không, lên đi. Cháu không được phải lên đi. Đang bảo sao cái được thì lên chứ sao anh. Không phải quên. Một chút cậu. Cậu lỗ tai. Vũ Dinh nó ra thẻ ấy rồi. Đúng rồi. Cậu lỗ tai một. Qua đâu. Ui đủ mà tiếc thế. Ui dừng lại luôn. Các bạn kìa. Dùng luôn rồi. Cái một kìa. Gì lớp à? Không phải. Chắc một chứ. Tao mới điên. Phải không? Ô, sao màu đen. Một màu hoàn toàn tít này luôn. Một sao đen nhá. Sao màu đen. Sao màu đen 2. Một. Sao màu đen 2. Tên nó là sao màu đen 2 thì cô mẹ anh một rồi. Đang đọc cái sao màu đen 2 đấy. Cậu muốn chạy mẹ sang ai để phá đi mẹ. Mẹ đọc cái tên luôn. Đã hồ đen 2-1. Đó là ăn rồi. Nấu ruột thật. Nấu ruột. Đọc cái tên địt mẹ là mấy anh em chạy sang ai ấy. Nó muốn một mình vào tên sau đi ăn thôi. Lần sau đọc tên sau đi. Nhưng mà nó có số 2 ở đằng sau nữa cơ mà. Nó có nhét sao đen thứ này kìa. Thằng là sao gọi đến. Con sao gọi ấy. Mình có bên này hết 100 mình lặng mà quái cả luôn. Một phút nữa anh em cố lên. Một phút nữa thôi. Tech 1. Ai vô địch 2 học Pinion. Nó không kịp đâu, nếu mình giao ai thẻ là nó không kịp. Không phải King Leon. Một tốc cầu. Tốc cầu. Đọc sai đi, cho nó sướng. Đả vần nó sai đi. Đả vần nó sai đi, thì thật tình hình cô gọi bú lồn luôn. Con mẹ đéo luôn. Bọn nói cho con nói chút gì à? Má đi. Nó sẽ pha rồi. Hết giờ. Hết giờ rồi. Còn gây đam được là còn thanh. Rồi hết rồi. Hết giờ rồi. Hết thời gian nhận thành. Còn cứ thả vậy thằng AD nó tăng lên để đi. Nãy chốt liên tục. Không vui đâu. Đó là đúng rồi, đúng đại tên nha. Biết chơi gồm vẫn đang đánh nhau. Server gồm giao thẻ lung tung hết rồi thì con mẹ còn là các buổi đánh thành đéo đâu. Thằng thống nhất server, thằng chân mình chân tử cũng sao được thằng ta. Nó cười, nó đùm con mẹ áo lên. Ôm mà mất 500 hồi thu ạ. 510 hồi thu ạ. Còn tớn 900 giờ còn 240 đây nè. Đây muốn hết hơn 100 mình lắp đây. Chỗ này ôm chân được. Ôi hết giờ, bye bye anh em.
Anh cái lồn một kinh luôn, một kinh lồn mình ra từ bao giờ thì bọn này cứ bật thì tập ra. Đi săn bingo xuất hiện kìa. Rồi. Hòa wow, xe vừa cũng hòa. Cái này quả cái lân kìa. Nguyên cái thành toàn hỏi cái lân luôn. Ủa xe vừa cũng đánh thành delay à? Vãi con đấu sĩ mờ này bị ôm. Yep. Vẫn đang đánh thành. Ừ, xe vừa cố vẫn đang chẳng nhau rồi nè. Thống nhất xe vừa trụ cuối à? Chẳng hết giờ rồi. Rồi. Chụp cuối không sao được nhỡ cái một thẻ. Ui rồi em nhót. Hết giờ mới được một thẻ à? Quay đây. Nãy dẫn hai thẻ chốt rồi, nhưng mà bị chúng nó thẻ. Máu vậy. Đúng cũng hiện mình luôn. Rồi, không nháy được rồi. Sao giờ này bên xe vừa cố ít người anh nhỉ? Thế thôi. Nghe nhàng thế à? Một tiếng đồng hồ ấy.
在第五个不存在的季节，肩上。